Xin chào các anh chị và các bạn. Tôi Phương Tiến Hàn đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành hướng dẫn cho các anh chị và các bạn và phát âm tiếng Hàn thật chuẩn và chính xác. Thì video tiếp bữa trước là mình đã nói về đồng hóa phụ âm. Hôm nay tôi cũng tiếp tục trình bày phần đồng hóa phụ âm. Thì khi âm K đứng trước âm M và N thì âm K biến thành ng. Tức là ví dụ như từ Batman thì đọc là Batman. Mình, các anh chị và các bạn nhớ là mình đọc là Batman thôi, nhưng mình vẫn viết là Batman nha. Nếu mình không viết Batman mà viết bên bài Batman là sai. Chữ Batman là phiên âm này như thế này để em biết là mình đọc là Batman, đọc nhẹ là Batman, chứ không đọc Batman thì nó nghe hơi nặng. Cho nên là biến thành là chữ ng đọc là Batman. Batman thì ta đọc là không phải Batman mà đọc là Batman, Batman. Cho nên sau khi học được quy luật này rồi thì các anh chị và các bạn nghe người Hàn nói thì không có lạ lẫm gì cả. Họ nói là Batman, Batman, Ben nè, Ben nhân, Ben nhân. Nó là Ben nhân, Ben nhân là Ben nhân, Ben nhân là Ben nhân nè. Đó. Dư dân cúc môn hoa. Thì với đồng chữ K nè, đọc với chữ M thì mình đọc là biến thành như thế nào? Chắc môn, Bắc man, Hành cung man, Hành cung man đúng không? Hành cung man, Hành cung nè, cung nè. Cốc mốc là con mốc, đọc là con mốc. Tiếp theo khi m, khi âm m và ng cộng r thì thành là m ng và n. Ví dụ cụ thể là âm r đứng sau âm mũi là m và ng, âm mũi là mình ngậm miệng lại m ng thì âm r được phát âm là n. Ví dụ như từ nhất, cái bình thường mình đọc là nhất là đọc hai từ r nhau, nhưng mà khi đọc kết hợp với nhau mình đọc là nhật, nhất chứ không phải rất nữa, đọc là nhật. Chữ r này biến thành chữ anh là trong rô, đọc là trong nhò, trong nhò nè, trong nhò. Cơm đi đọc là gì? Đây em là biến thành cơm đi, đọc là cơm ni, hiểu không? Đọc chữ n. Chim, chim nhạc, ham nhà, ham nhạc, hả? Sim lý nè, sim lý. Chữ r này biến thành là sim, sim lý, sim ni hạc, sim ni hạc hả? Đọc là tám, tâm nhật, nhờ hay chữ nào qua nhờ, nhờ nhờ nè, tâm nhật. Cam ni kiểu, cam ni kiểu, chấm nhân, chấm nhân. Còn khi chữ m, khi âm m và n cộng r thì m n sẽ biến thành là cộng thành cộng n, tức là mình ở trên đây rồi, rồi chuyển thành là m và ng cộng n. Ví dụ có thể khi r đứng sau b và k thì phát âm là n. Vì chuyển thành n nên b và k chuyển thành âm mũi là m và o. Thì nói là phức tạp nhưng mình các bạn, các chị và các bạn thấy đây chữ simply nè, ship mình đọc là gì? Đọc là này bình thường là đọc simply đúng không? Mình đọc là simly. Chữ b này dưới thành chữ m đọc là simri mới đúng, simri. Berkeley đọc là benny, giờ ben vừa ngờ mà thành ri ni này luôn, vừa ngờ mà vừa ni luôn, nó kết hợp hai thứ cùng lúc. Rồi chị đặc biệt với âm bờ và cờ nha, hấp nhất nè, bóp yul đọc là áp nhất, nếu mà đọc bình thường là áp nhất su dập su up rio. Mấy từ này các anh chị và các bạn thử mình dựa vào cái quy luật này mình đọc như thế nào. Ở đây tôi nói lại là chữ ship này đọc là ship đi, nhưng mà không đọc là ship đi, đọc là sim đi, đọc là sim đi. Chữ b này biến thành chữ m, thấy không? Chữ b này hoặc chữ k này biến thành âm mũi là a m một ng, thấy không? Chữ b này biến thành chữ m hoặc chữ k này biến thành chữ ng. Hiển nhiên là chữ R phía sau biến thành chữ N đúng không? Đây là đúng nghĩa là phải là simly mới đúng nè. Ở đây mình tiếp tục mình biến thành gì? Ở đây mình sẽ biến thành là các anh chị sẽ thấy ở đây mình sẽ biến thành là ở đây là mình biến thành là này simly. Ở đây tương theo quy luật này simly thì mình đọc là simny đúng không? Simny đọc là simny ha, simny. Rồi tiếp theo số 4 là nói về âm N và âm R. Hai năm này cộng nhau thì thầm N với N. Âm R đứng trước âm mũi N thì thầm N. Ví dụ như phan tan nhất,
mình đọc là Pham Tan Nhật, Pham Tan Nhật, à, Pham Tan Nhật, Gân Tan Nhật nè, Y Hoan Ron, Âm Bun Mon, thì âm R này biến thành, âm này đứng trước âm mũi N thì thành N luôn ha, Nhật, à. Nè, Pham, à, Pham Tan Nhật, à, chữ R này biến thành là N, ha, chưa, nên nó là hai chữ N mà, cho nên là hai chữ N, R, N cộng R thì thành N cộng N rồi, đúng chưa, N cộng N, âm R đứng trước âm mũi là N thì thành N luôn, à, chữ N này thành N luôn, cho nên cái đó là gì, à. Rồi tiếp theo, khi N cộng R hoặc là R cộng N thì biến thành R, R hết luôn, biến thành R, R hết luôn. Khi N đứng trước hay sau R thì đều thành R hết nha, nhớ ha, N nè. Tức là nguyên tắc là N đây đứng trước R hoặc N đứng sau N thì thành là R. Ví dụ như Chun Li, đọc là Chun Li nhưng mà đọc là Chun Li, hay chữ R đọc là Chun L, Chun, Chun Li, Chun Li. Inyan đọc là Inyan, 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 Inyan đọc là Inland, 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 Inland là một năm hả? Shinla nè, đọc là Shinla, Indio, không? Bondio, 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 Yendakhata, Yendakhata là mới thành là Yendak, Yendakhata, Shinli, Shinli, à, Shinli. Rồi tiếp theo là phần 8 là hiện tượng âm đôi quá và hữu thanh. Âm quá, hữu thanh âm quá tức là quá thành hữu thanh. Và bị âm đôi quá lên thì mình sẽ tìm hiểu hiện tượng này như thế nào. Ví dụ như vô cụ thể là khi âm vô thanh, tức là âm vô thanh là âm pờ, âm tờ, âm chờ, âm sờ và âm cờ. Gặp âm vô thanh là bờ, tờ và cờ thì chuyển thành tăng âm quá lên, tức là hai chữ bờ, hai chữ tờ, hai chữ sờ, hai chữ chợ, hai chữ cờ, đọc nhanh hơn thôi. Thì ví dụ cụ thể đây, khi năm âm này đứng sau chữ bờ thì đọc là này. Ví dụ shipun, shipun thì mình đọc thành là shipun, đọc nhanh là shipun, shipun. Bóp tê đọc là bóp tê. Tập trang đọc là tập trang. Bắp sang đọc là bắp sang, đọc nhanh lên, à thì đó. Rồi âm bờ, âm tờ, âm chờ, âm sờ và âm cờ đứng sau tờ thì biến thành những âm này luôn. Nhưng mà tốt bô kỳ đọc là tô bô kỳ, mita chữ tờ này với chữ tờ này đọc là mita, tức cô đọc là tức cò, tức cổ, tức cổ, tức cổ, tức cổ, tức cổ, đọc nhanh lên. Chữ bờ, chữ tờ, chữ chờ, chữ sờ, chữ cờ đứng sau âm cờ thì biến thành luôn. Backpan đọc là backpan, sitang đọc là sitang, hắc sen đọc là hắc sen. Không phải đọc là hắc sen mà đọc là hắc sen, sen nhanh lên. Hắc kêu đọc là hắc cổ, hắc cổ, hắc cổ. Khi âm thanh, khi âm vô thanh tức là âm âm vô thanh gặp âm hữu thanh, thì khi âm vô thanh là năm âm này đứng sau âm hữu thanh là m n ng r, thì có trường hợp thành hiện tượng hữu thanh quá là thành b d z z g, và có nhiều trường hợp thành hiện tượng cường âm quá là p th ch và s. Cụ thể như sau, đi vào ví dụ cụ thể thì mình dễ hiểu hơn. Đây, năm âm này mà đứng trước âm m này thì biến thành âm hữu thanh, à, âm hữu thanh là âm trong cổ họng, các anh chị và các bạn. Tam be đọc là tam, tam be, 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 à, trong họng. Chim te đọc là chim te. Cam cha đọc là cam cha. Cam ki đọc là cam ki, âm cái âm trong họng. Khi thành cường âm quá là này, ví dụ là nhanh hơn, đó là hai âm bờ. Nam bit đọc là nam bit, sim ta đọc là sim ta, yam nè, yam chung đọc là yam chung, chấm su đọc là chấm su, à, cơm cúc
đọc là cơm cột, cơm cột, cơm cột ha. Này chỗ này là cơm cột, à, đọc là cơm cột, này chỗ sai ha. Khi âm bờ, âm tờ, âm chờ, âm thờ và âm cờ đứng sau âm n thì biến thành âm hữu thanh, tức là âm hữu thanh. Bờ đờ dờ dờ gờ như xin ban, đọc là xin ban. Mantu đọc là mantu, hữu thanh. Chinh chi đọc là chinh chi, chinh chi. Inku đọc là inku. Tức xanh nè, tức là bờ này, bờ đâu, bờ ta cha sa kha, đứng sau amana, đứng sau amana thì hữu thanh hóa, hữu thanh hóa. Chỗ này bị lộn một chút ha, mình bỏ qua chỗ này ha. Tiếp theo là thành cường âm hóa, giống như từ này mà chữ moon bob, moon bob là đứng sau n, tức a chữ n này, tức là chữ bờ đứng sau n nè. Chữ ta đứng sau n, chữ chờ đứng sau n thì vẫn giữ nguyên ha, hữu thanh, hữu thanh hóa nó đi. Và vẫn đọc là âm hữu thanh hả, hữu thanh là đó là âm trong cổ họng đó. Xin bạn mantu chin chi in cu, trong cổ họng. Nếu thành cường âm quá tức là đôi lên thì là mun bop, là mun bèm, mun bèp. Xin tạ chi tạ, hắn dạ, hắn dạ, san chè, san chè, chè, chè. In kẹp, đọc là in kẹp, in kẹp, cường âm quá ha. In kẹp, cờ, 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 hai chiếc ga này nó là chữ cờ, cờ. Tiếp theo là âm bờ, âm tờ, âm chờ, âm sờ, âm khờ, đứng sau âm ngờ. Thì này, phần này mình sẽ hữu thanh hóa nó đi, tức là những âm này biến thành là âm âm hữu thanh. Như công bu này đọc là công bu, trong họng ha, công bu. Miên tôn, công trang, trang chữ trang trong họng luôn. Công kỳ, chữ cờ trong họng của họng ha. Còn âm quá thì đọc là tưng bùn, đọc là tưng bùn ha. Dông tố, dông tôn đọc là dông tôn. Chỗ này bị lộn ha, ngược lại mới đúng ha, đọc lại ha. Tiếp theo băng chip, băng chip đọc là băng chip, băng c đọc là băng c, chữ hai chữ sờ hay là hai chữ bờ mới đúng ha. Chỗ này bị lộn qua lại. Cam ki đọc là cam kia, cam ca, cam ca đọc là cam ca, ca, cam ca đọc nhanh, cam ca. Còn âm bờ, âm tờ, âm chờ, âm sờ và âm cờ đứng sau âm r thì vẫn biến thành âm hữu thanh, tức là can bi đọc là can bi, bi trong cổ họng. Anta, anta. Inki, anchi, anchi âm trong cổ họng thôi. Tinbo đọc là tinbo. Bantan đọc là bantal. Kinja đọc là kinja mới đúng ha. Cần sang đọc là cần sang. Kun cục đọc là kun cục, cục. Cun cúc đọc qua là cun cúc mà đọc là cun cúc, 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 âm gió ra. Hôm nay mình xin học tới đây, tức là học tới hiện tượng âm đôi quá và âm hữu thanh. Xin chào và tạm biệt các anh chị và các bạn. Hẹn gặp các anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn.